Là một trong 17 xã được tỉnh chọn làm điểm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2014. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc đã tích cực chủ động nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Chú trọng khơi dậy, phát huy vai trò chủ thể của người dân. Với quyết tâm của địa phương, đến nay sau gần 4 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, xã Trung Kiên đã đạt 13 trên 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện thành công các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ngay từ bước đầu triển khai, xã đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động để người dân tích cực tham gia hưởng ứng, tham gia đóng góp ý kiến của mình trong việc xây dựng nông thôn mới. Ngoài sự bàn bạc dân chủ, người dân trên địa bàn xã còn được thể hiện vai trò chủ thể của mình trong nhiều chương trình, nội dung về xây dựng nông thôn mới. Nhân dân trong xã đã tự nguyện đóng góp ngày công lao động, tiền của để mở rộng diện tích, xây dựng trường học, đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, khuôn viên nhà văn hóa. Từ đầu năm đến nay, xã Trung Kiên đã đầu tư trên 20 tỷ đồng để thực hiện hoàn thành 6 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, là tiêu chí trường học, tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, y tế, hộ nghèo, môi trường và tiêu chí giao thông. Tin tưởng rằng với sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành, sự đồng thuận tin tưởng của nhân dân, xã Trung Kiên sẽ hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo đúng kế hoạch đề ra. Nước sạch có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Với mục tiêu cung cấp đủ nước sinh hoạt sạch và hợp vệ sinh cho dân cư, nâng cao hiểu biết của người dân về sử dụng nước sạch nông thôn, những năm qua, xã Phú Thịnh, huyện Vĩnh Tường đã tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh đảm bảo sức khỏe. Để hoàn thành được tiêu chí về nước sạch, vệ sinh môi trường, xã Phú Thịnh đã huy động mọi nguồn lực và tận dụng mọi cơ hội để tăng tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch, tuyên truyền vận động người dân sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh đảm bảo sức khỏe. Xã đã đầu tư cải tạo và xây mới cống rãnh thoát nước thải, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước trong thôn xóm, xây dựng các điểm thu gom, xử lý rác thải tập trung tại 4 trên 4 thôn dân cư, duy trì hoạt động tổ thu gom vệ sinh vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần. Hướng dẫn người dân sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, thường xuyên kiểm tra chất lượng nguồn nước sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Nhân dân được khuyến khích sử dụng nước giếng khoan, có nhà tiêu hợp vệ sinh và sử dụng nước qua hệ thống bể lọc, máy lọc nước đúng tiêu chuẩn. Gia đình tôi sử dụng cái máy lọc nước này từ năm 2009. Mà qua sử dụng cái máy bình lọc nước này thì gia đình tôi thấy hoàn toàn là tôi cảm thấy là tốt so với lúc mà chưa có bình. Nói chung là nguồn nước được sạch. Và chúng tôi sử dụng là đi đâu về là thôi nguồn nước cứ thế là vặn là uống được ngay trực tiếp. Để nâng cao nhận thức của nhân dân về sử dụng nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh, ý thức bảo vệ môi trường, xã Phú Thịnh thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng nước sạch đối với người dân. Thì hiện nay là địa phương đại đa số cái nước đường và đang một là ASEAN, hai là nước bị cắn vôi nhiều. Thế nên là cái dân chúng tôi tuyên truyền bằng các vận động các hộ đầu tư kinh phí để xây dựng cái môi trường chung là về cái nước sạch. Một là mua cái máy lọc nước, hai là bằng lọc thô sơ cát, nên do vậy là hiện nay cái tỷ lệ dân Phú Thịnh chúng tôi đã về cái tỷ lệ đạt nước sạch môi trường đã được 85%. Thời gian tới, xã Phú Thịnh tiếp tục tăng cường hoạt động thu gom rác thải tại các thôn dân cư, tuyên truyền nhân dân thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường, sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, kiên cố hóa hệ thống cống thoát nước, quy hoạch các làng nghề tập trung sản xuất kinh doanh không gây ô nhiễm môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới và làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.